Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tham thoại đầu, dùng vọng tưởng để chế phục vọng tưởng. Bây giờ sắp bắt đầu thiền thất. Ở thiền đường thì chúng ta không niệm Phật, trong lúc đã Phật thất thì chúng ta không tham thiền. Bây giờ chúng ta phải đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền. Nói chung là đi đứng nằm ngồi đều tham thiền. Người tham thiền lão luyện thì chẳng hề khởi niệm, cảnh giới của họ gọi là vô niệm. Rằng nhất niệm bất sinh toàn thể hiện, lục căn hốt động bị văn giá, nghĩa là một niệm chẳng sinh, chân tâm hiện. Sáu căn bổng động, Phật tánh bị mây che. Tham thiền tức là tham đến chỗ một niệm chẳng sinh. Tới đời nhà Minh thì người ta mới áp dụng phương pháp tham thoại đầu. Nay thì thiền đường nào cũng tham thoại đầu. Thoại đầu có nhiều loại như ai là người niệm Phật, hoặc khi cha mẹ chưa sinh ra ta thì mặt mày ta ra sao, hoặc thế nào là chẳng có, vân vân. Khi tham thiền thì mình không được khởi vọng tưởng. Thí dụ khi tham ngẫm câu ai niệm Phật, thì quý vị đặt nghi vấn tìm xem ai là người niệm Phật. Thật ra đây cũng chỉ là một vọng tưởng, chẳng qua là chúng ta dùng một vọng tưởng để chế phục mọi vọng tưởng khác mà thôi. Biện pháp này gọi là dĩ vọng chế vọng, dĩ độc công độc. Thậm chí niệm A-di-đà Phật cũng là dùng vọng chế vọng, nghĩa là cái ý nghĩ niệm Phật là vọng không thật. Và ngay cả cái niệm niệm Phật là ai cũng là vọng, nhưng một vọng tưởng này lại có khả năng khống chế được tất cả các vọng tưởng khác, đó là đạo lý tham thiền. Người tham thiền thì Phật tới chém Phật, ma tới chém ma, không chấp trước cảnh giới nào cả. Khi tham thiền tới chỗ trên không biết có trời, dưới không biết có đất, giữa chẳng biết có người, ngoài chẳng biết có vật, trong chẳng biết có tâm, thì bây giờ quý vị sẽ hợp làm một thể với pháp giới, có thể hoặc nhiên khai ngộ. Quý vị hãy nhớ, đừng bị lây chuyển bởi thanh trần, tức là tiếng động. Đừng nhìn đông ngó tây, để cho tâm không chuyên nhất. Khi tham thiền đạt tới chỗ không mình, không người, không chúng sinh, không thọ giả, thì quý vị sẽ chặt đứt được gốc rễ sanh tử và sẽ được gặp mặt Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ quý vị mới biết được cái hay của việc tham thiền. Từ vô lượng kiếp tới ngày nay, chúng ta thật may mắn mới gặp được pháp môn tham thiền. Do đó, chúng ta phải đặc biệt cố gắng tập trung tư tưởng, chí thành khẩn thiết, ra sức dụng công. Đừng phung phí thời giờ quý báu, đừng nghĩ ngợi vẩn vơ về những chuyện ăn mặc hay chỗ ở. Bởi một chút thời gian là một chút mạng sống. Thời gian và sinh mạng đều quý báu như nhau. Rằng, nhất thốn quang âm, nhất thốn kim nang mại thốn quang âm, thất lạc thốn kim dung dị đắc, quang âm quá khứ nang tái tầm, nghĩa là một tấc thời gian một tấc vàng khó mua tấc thời gian, tấc vàng rơi mất còn dễ kiếm, thời gian trôi bặn mới khó tìm. Bài thơ trên nói lên giá trị quý báu của thời gian lúc bình thường, huống hồ là lúc đã thất, thời gian ấy còn đáng quý hơn nữa. Không ai biết được vào phút nào giây nào mình sẽ khai ngộ. Do đó, quý vị nên tranh thủ từng giây từng phút, đừng lãng phí thời gian. Hy vọng quý vị tham gia thiền thất đều dũng mạnh, tinh tấn, không phóng dật, không buông lung. Phải nhẫn chịu mọi thứ khổ thì mới đạt được an lạc. Chịu đựng điều mà người khác khó thể chịu đựng được, nhẫn nhịn điều mà người khác không thể nhẫn nhịn được. Đó mới là tinh thần tu đạo. Hòa thượng Tiến Hóa giảng vào tháng 9 năm 1975 tại chùa Kim Sơn.哈哈哈，问什么的说呵。